Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất trên cả nước có cùng lúc 3 bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối trên địa bàn. Điều đó cho thấy vai trò trách nhiệm của các đơn vị rất lớn trong việc tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi không chỉ ở thành phố mà còn cả khu vực phía Nam. Với sự quan tâm chỉ đạo đầu tư của lãnh đạo thành phố cũng như ngành y tế, các bệnh viện chuyên khoa nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu tiên tiến, từng bước nâng cao chuyên môn đưa ngành nhi khoa ở thành phố phát triển ngang tầm trong khu vực. Hệ thống thông tin can thiệp này là một trong những hạ tầng kỹ thuật tiên tiến nhất nằm trong 4 mũi nhọn tim mạch nhi đã được Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em Bệnh viện Nhi đồng 1 thời gian qua. Nhờ vào hệ thống này, nhiều bệnh nhi gặp dị tật bẩm sinh về tim và mạch máu đã được điều trị kịp thời, ít xâm lấn, mang đến hiệu quả cao hơn so với trước. Hiện nay những cái kỹ thuật cao và chuyên sâu trong tim lĩnh vực tim mạch nhi thì hầu hết thì đều đổ về Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên những cái trang thiết bị này thì nó đủ để phục vụ cho nhân dân ở trong nước và nó giúp là giảm cái tầng tỷ lệ tử vong của các cái bệnh lý tim mạch trước đây. Ví dụ như là cách đây khoảng chừng hơn 10 năm thì cái tỷ lệ tử vong này khoảng 5%, thì bây giờ thì nó xuống còn có 0,4%, thì chúng ta thấy nó giảm đi gấp 10 lần. Còn tại Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nhờ đầu tư đồng bộ trang thiết bị kỹ thuật chuyên khoa sâu tương đương các nước đã phát triển như ECMO, thở khí NO, từ khi thành lập vào năm 2018 cho đến cuối năm 2022, trung tâm này đã tiếp nhận khoảng 7.300 trường hợp với tỷ lệ cứu sống trên 97%, trong đó có nhiều trẻ sanh cực non khi chỉ mới 24 tuần tuổi thai. Đáng chú ý, các trường hợp trẻ đa dị tật nặng cũng được cứu sống đến 90%, tỷ lệ tương đương các nước đã phát triển. Những trường hợp mà trước kia gần như là không có khả năng trẻ qua khỏi thì nay chúng ta được cứu sống, chất lượng là tốt để đưa trẻ về hòa nhập với cuộc sống của xã hội. Thách thức trong mà thực hiện chuyên khoa sau là quá tải về cả bệnh nhân hay quá tải về những cái công việc chung, thì đòi hỏi là chúng ta phải có cái nguồn nhân lực đầy đủ cũng như cái vấn đề là chúng ta phân bố bệnh hợp lý. Hệ thống công thì với cái mức độ này thì vẫn phục vụ được cho nhân dân. Tuy nhiên mà để đạt được đấy, cái mong muốn của chúng ta là phải là đứng hàng top trong cái vùng Đông Nam Á như là Singapore hoặc là Malaysia hoặc là Thái Lan, thì cái hệ thống công mình phải đầu tư mạnh hơn nữa thì nó mới đạt được cái hiệu quả cao. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nhiều điều kiện để các bệnh viện không ngừng được đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cùng với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm thì nhiều trung tâm điều trị chuyên sâu đã được ra đời. Điều này không chỉ giúp cứu sống nhiều bệnh nhi hơn, mà đây còn là cơ hội để các đơn vị có thể đẩy mạnh các kỹ thuật như là chẩn đoán, can thiệp và điều trị hiện đại để xứng tầm là bệnh viện đầu ngành về nhi ở khu vực phía Nam cũng như cả nước. Và xa hơn là có thể hoàn thành sớm mục tiêu trong nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực Đông Nam Á.